Ngày hỡi bà quần tướng sĩ, ngài cửa như một tờ đá mở, tại sao bên trong gia nội thì gấp ù tối? Các tôi hại thấp đuốc lên để xông vào bên trong khám qua cho tỏ tường chân giả ra. Hôm nay em cháu bước vào lưng chân đó là làm bóp đồng quan để mời linh cụ cha ông chúng ta về nơi an nghỉ cuối cùng. Dạ, trước khi cháu bước vào làm lễ đồng quan, nếu cháu có làm gì bằng lòng bà con cô bác và các anh chị em xin nhận tình ta thứ bỏ qua cho. Như bà con cô bác và các anh chị em cũng biết rồi. Bà con cô bác và các chị em chị bỏ vào đây gửi những cái xương cái gội của mình đi. Yeah.
Now,
Xương không, không có thịt đâu. Chừng 15kg vậy. Đi theo đồ tụi với ngoại luôn nghe con. Gieo gì máu nhiều đó trời. 1, 2 vuông. Giờ mời đây là kính toàn thể gia đình Tam Nguyên. Và kính thưa toàn thể và phân khoái cho các chị em mặc cho buổi tang lễ hôm nay. Và lớp của Hoàng Trường Tà Ma sức của chúng em xin tạm dừng đến đây. Và lớp thứ tư đó là nhị đệ khám quan phò lên cụ tán an nơi phò mộ. Nay nhị đệ hãy bước vào lên sân khám quan phò lên cụ về nơi an nghỉ cuối cùng.